Sau thành công của vai diễn Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về, Huyền Ly Di trở thành ngôi sao hạng A sở hữu lượng fan đông đảo ở làng giải trí phía Bắc. Cũng vì thế, sự nghiệp của nữ diễn viên lên như diều gặp gió. Mới đây, Huyền Ly Di đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh khoe cận từng góc căn hộ sang trọng của hai mẹ con cô ở Hà Nội. Nữ diễn viên bày tỏ, sau hơn một năm bận rộn giờ mới có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghĩ ra nhiều việc cần phải làm cho bản thân mọi người ạ. Và việc đầu tiên Huyền nghĩ tới đó chính là sửa sang lại tổ ấm của hai mẹ con mình một chút. Không gian mới sẽ giúp cho mình cho nhiều năng lượng để sáng tạo và làm việc đúng hay mọi người. Mình rất ưng ý và hài lòng với không gian mới này. Mọi người cùng ngắm qua em nó với Huyền và bạn em nhé. Trong bản vẽ thiết kế, căn hộ của Huyền Ly Di có tông màu chủ đạo là trắng, nâu be sang trọng, ấm cúng. Đồ nội thất và tranh ảnh, cây cối trang trí của nữ diễn viên theo phong cách tối giản. Đặc biệt, căn hộ của Huyền Ly Di có cửa lớn đón nắng ở phòng khách và phòng ngủ. Góc lô ra rộng rãi, được trang trí bằng nhiều cây xanh và hoa. Nữ diễn viên còn cầu kỳ đặt một chiếc sofa bên ngoài để cô có thể đọc sách, uống trà, hóng gió ngay tại nhà. Phòng ngủ của Huyền Ly Di cũng giữ phong cách tối giản, sang trọng. Cô thiết kế đèn vàng chìm trong tường để tạo cảm giác thoải mái, thư giãn. Căn phòng để đồ của nữ diễn viên gọn gàng với các kệ từ màu trắng, bàn trang điểm gọn gàng một góc. Huyền Ly Di sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Bộ Tứ 10A8, Lời Thú Nhận Của Eva, Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ, Trái Tim Có Nắng, Điều Bí Mật, Ngược Chiều Nước Mắt, Chạy Trốn Thanh Xuân. Sau khi ly hôn vào năm 2019, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, cô nhận quyền chăm sóc con trai nem. Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, Huyền Ly Di còn là chủ của thương hiệu thời trang riêng và đa show quảng cáo, sự kiện. Chính vì thế, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản đáng nể ở tuổi 32. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.